Xin chào nhà, nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ website Lofon. Thì hiện tại bạn nhìn thấy đây chiếc sản phẩm mới về của ngày hôm nay. Thì bên mình là cuối tháng 12 đầu tháng 1 năm 2017 là về một cái máy là 563 5610. Thì ở đây chúng ta sẽ luôn luôn có một cái thẻ bảo hành như này. Website bên mình bán là alofon.vn, bên mình bán là 5 năm và các bạn sẽ yên tâm để mua hàng online nhé. Bên mình có chế độ bảo hành cho cái máy này là thời gian 6 tháng là máy trượt nên mình sẽ bảo hành cho các bạn thời gian là 6 tháng. Và bảo hành cáp cho các bạn là 1 tháng. Cáp thì chắc chắn không có thể nào mà hư được, rất là khó hư, bởi vì cái này là máy bằng nhựa chứ không phải bằng sắt, bằng thép nha các bạn nha. Tất cả cơ của nó bằng nhựa, bên trong của nó mới là một miếng thép để giữ được cái cơ trượt của nó nhẹ nhàng và êm ái đó. Cái vỏ của nó bằng nhựa nên trượt rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy trượt rất là nhẹ nhàng, không có gây ra cái phạch phạch nhựa là mấy cái máy bằng thép bằng sắt gì đó. Các bạn thấy trượt rất là nhẹ nhàng, cơ trượt rất là tốt, rất là nhạy. Ở đây chúng ta có hai phiên bản, một là phiên bản màu đen và viền của nó là màu xanh, bàn phím cũng màu màu đen hết nhưng mà cái viền của nó là màu xanh nhé. Còn cái màu đỏ thì nó sẽ khác biệt, ở đây là chúng ta sẽ có hai cái đường viền là màu đỏ thì máy nó sẽ nổi bật hơn. Cái máy này thì được sản xuất rất là lâu đời rồi nên là máy bên mình bán chỉ là máy cũ và đã thay vỏ lại mới. Bên mình kiểm tra hết các chế độ của nó là IMEI, nghe nhạc, chụp hình, tất cả mọi thứ, nói chung là bên kia mình kiểm tra hết và không có lỗi gì, và đưa đến tay khách hàng thì không có chuyện là nó lỗi vặt hay lỗi gì mà mình bán. Tất cả mọi máy đều sạch sạch và bảo hành bình thường, tất cả mọi chức năng đều hoạt động tốt. Ngày trước thì mình có một người bạn là phụ nữ thì người ta có dùng một cái dây đeo ở đây thì rất là dễ thương. Nếu mà bạn nào là con gái thì mình có hãy mua một cái dây đeo gắn ở đây để trang trí thêm cho cái máy này rất là đẹp. Thì máy này bên mình đang bán với mức giá rất là thấp thì mình có thể truy cập website alophone.vn để xem. Ngoài ra thì mình sẽ nói qua về những cái phụ kiện đi kèm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một viên pin 5M như thế này đây. Pin này là pin mới các bạn nha, pin mới có đóng dấu mộc. Ở đây là bên mình bán pin tốt. Đó, các bạn thấy thấy cái chiều sâu của những viên pin rất là chất lượng ở đây. Pin này chỉ là pin linh kiện thôi các bạn nha, không phải là pin zin cho máy đâu. Nhưng pin zin thì nó không có giờ, chắc là ít, rất là ít. Đây là pin zin linh kiện, zin linh kiện loại tốt nhất hiện tại bây giờ nha. Thì để có lưu lượng viên pin của nó thì mình sẽ thấy sau ngay sau lưng ở đây nó ghi là 900 mAh thì xài khoảng tầm 2-3 ngày thì máy này tiêu thụ năng lượng rất là ít. Tiếp điều đầu tiên mình sẽ nói đến là nó có cái vỏ mạng, vỏ mạng 2G, 3G. Máy này có sử dụng vào thị trường châu Âu nữa, nó có tần suất của nó là 1.900. Vẫn có thể sử dụng được nước ở nước ngoài các bạn nha. Bây giờ mua đi Mỹ hay gì đó xài thì vẫn ok. Thì ở đây thì mình sẽ ra mắt từ 2007. Máy cũ còn nguyên zin và trùng cả IMEI ở sau lưng, các bạn tí sẽ kiểm tra IMEI của nó. Ở đây có chúng ta có là 45647. Rồi đó. Là cái trọng lượng của cái máy này là 111 gram. Ba số 1. Máy này mình cầm cảm giác rất là sướng tay và nó có cái màn hình của nó 2,2 inch rất là sắc nét. Ở đây mình nhìn cái màn hình nó rất là tuyệt vời luôn. Đây là màn hình zin các bạn nha, có hệ điều hành của nó là S40 và bộ nhớ trong của nó lên tới là 20 MB. Thì mình sẽ cùng kiểm tra cái bộ nhớ trong của nó thì có thể lưu được danh bạ là tới 1.000 số đó. Các bạn thấy thoại pick để chúng ta có thể lưu số. Ngoài ra thì mình cho sim vào ấy, thì khi mình cho sim vào thì nó là thêm tăng thêm là 300 số nữa. Bởi vậy thì cái máy này sẽ lên tới là 1.300 số. Nó, các bạn thấy chống hoàn toàn. Ở đây chúng ta có một miếng dán màn hình, camera trước, lỗ tai nghe rất là to và điều đặc biệt của nó các bạn hãy nhìn thấy ở giữa của nó là có một cái nút dừng bài hát. Ở đây thì mình sẽ vào bài hát kiểu gì cho nhanh nhất. Mình chỉ cần gạt qua một cái, ở đây có một cái thanh gạt và hai cái đèn hai bên. Hai cái đèn hai bên này thì nếu muốn nhìn rõ nhất ấy, thì các bạn để nguyên như này. Buổi tối thì nó sẽ sáng ở hai bên đèn lên. Lâu lâu nó sẽ sáng lên, các bạn có thể tắt hoặc tùy chỉnh. Ở đây sóng thì các bạn có nhìn thấy sóng full luôn. Bốn vạch sóng rất là full. Thì mình sẽ thử nghe cái loa của nó bên trong đi. Đó, cái đèn nó sẽ sáng rồi các bạn thấy. Mình sẽ cho các bạn quan sát gần hơn.
Mình có thể tua bài hát bằng cách giữ nguyên cái nút chuyển bài như này thì cái giao diện của nó vẫn giống như ngày xưa thôi, như nào thì mình dùng nó vẫn như thế. Chúng ta dừng cái bài hát này ở đây. Ở đây thì có một cái camera của nó 3,2 megapixel, thì ở cái thời kỳ bên đó thì cái camera của nó như vậy là rất là tuyệt vời rồi, có hỗ trợ đèn LED. Mình sẽ cùng thử cái chế độ của nó bật đèn chụp ảnh ở đây các bạn nhé. Đó, mình chỉ cần giữ nguyên đó, các bạn thấy đây là cái camera của nó. Đây thì mình có một cái thử, đây là cách sao thăng cái email của nó ra các bạn nha. Sao thăng 06 thăng ra cái mã email 45647, đó là cái mã email. Hoặc đây là 45647 đó, các bạn sẽ trùng ngay. Đấy, ngày máy này thì sản xuất từ 2007, nhưng mà cái đợt máy mình đang cầm trên tay nó là tháng 4 năm 2008. Rồi mình sẽ cùng tháo cái máy này ra để xem cái bên trong của nó thì có trùng email hay không. Đầu tiên thì mình sẽ gọi qua cho một cuộc gọi để các bạn thấy cái mức độ rung chuông la mích của máy này nó như thế nào, hoạt động có tốt hay không. Đây các bạn thấy máy rung. Đây mình chưa tăng âm lượng hết cỡ. Hiện tại thì mình sẽ tăng âm lượng của nó lên cho các bạn nghe thấy bên trong này luôn. Đó, các bạn thấy đây là cái chiếc loa zin của Nokia 5610 Big Red Music chuyên để nghe nhạc nha. Rồi mình sẽ đi đến cái việc là tắt nó đi và kiểm tra cái email 45647 xem nó có trùng hay không. Ở đây thì mình có rất là nhiều máy thì máy nào cũng là trùng thôi, tại sản phẩm của nó là men, của nó benzin vẫn còn ở đây các bạn nha. Đây thì mình sẽ cho các bạn quan sát nó kỹ hơn là 45647 ở đây. Đây các bạn nhìn thấy men của nó là 45647 đó, đây những cái chân đồng ngày xưa, máy tuyệt vời luôn. Thật đây là một chiếc máy cũ các bạn nha, ta nên nhớ đây là một chiếc máy cũ, đánh giá chất lượng của nó rất là tốt và bên trong của nó sạch sẽ như nào. Đó, bên trong của nó sạch như nào, cách lấy sim ra, zin đến từng con ốc, các bạn sẽ nhìn thấy con từng con ốc đều giống nhau, không có bạn con ốc này đen hay là như mấy cái bạn cửa hàng tháo ra cái phay cái vỏ khác để bán, thì bên mình chỉ là lạng dạng giống như gọi là nhập rất là nhiều và được chú ý đến sản phẩm nhiều hơn. Cái máy này mình sẽ thử cái phần email của nó. Ở đây chúng ta có 3251 cùng thử. Ở đây thì mình có máy màu đen thì nó phù hợp với con trai, mà mình có nhìn thấy nhiều chiếc tem xe là mua Movistar thì đó, cái máy này nó hiện lên rất là đẹp. Đây có những miếng dán rất là cẩn thận, các bạn thấy mình nhập hàng rất là tốt. Đây là 3251. Đây mình có rất là nhiều máy các bạn nhé, các bạn thử thoải mái lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại ưng ý nhất tại website là alophone.vn. Đây các bạn thấy website mình là alophone.vn, làm việc 5 năm rồi các bạn nhé. Các bạn truy cập vào website đó để mua hàng và đảm bảo hàng chất lượng, đảm bảo và bảo hành luôn cho các bạn, thời gian là 6 tháng đó. 3251 các bạn thấy trùng email luôn, tất cả mọi máy đều trùng email các bạn nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nhớ like, chia sẻ trang YouTube của mình
và nhớ đăng ký kênh các bạn nha, để nhiều cái video và sản phẩm độc đáo hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.